Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 109. Chương 1081, Tạo Phản 1. Giờ Mão, trời chưa sáng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu trực cả một đêm giãn ra vòng eo, kết bạn đi về phía cửa chính nha môn. Giờ này, vừa lúc là thời gian điểm danh, không ngừng có đồng la ngân la tiến vào, dọc theo đường đi, ánh mắt nhìn Tống Đình Phong là lạ. Hôm qua, cảnh tượng hắn chịu nỗi nhục xúc hàng rõ ràng ở trong tầm mắt. Tốt xấu cũng là luyện thần cảnh, một người rất có thiên phú, đáng tiếc xương cốt quá mềm, người như vậy tu vi cao tới đâu, cũng không làm nổi lãnh tụ. Trước kia nhìn hắn cà lơ phất phơ, chỉ cảm thấy không đủ ổn trọng, bây giờ thấy, căn bản là không gánh nổi trọng trách. Phát hiện ánh mắt đồng nghiệp quanh mình, ánh mắt Tống Đình Phong ảm đạm, sau đó lộ ra nụ cười chẳng hề để ý, vẫn duy trì tư thái cà lơ phất phơ. Ánh mắt Chu Quảng Hiếu cất giấu bi thương. Vốn, hắn cũng nên trải qua một lần nỗi nhục chui háng, là Tống Đình Phong cố ý giở trò đê tiện, vứt hết thể diện, mới khiến hắn tránh thoát Chu Thành Chú làm khó dễ. Chu Quảng Hiếu biết tính cách mình, thà chết cũng không chịu nỗi nhục chui háng. Hắn cuối năm sẽ thành thân, thành gia lập nghiệp, cuộc đời tương lai tốt đẹp chờ đợi hắn. Tống Đình Phong không muốn để cuộc đời tốt đẹp của huynh đệ tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì thế hắn mang tôn nghiêm của bản thân xé xuống, ném trên mặt đất để người ta hung hăng dẫm đạp. Nhìn Tống Đình Phong ra vẻ thoải mái, Chu Quảng Hiếu lại nghĩ tới Hứa Thất An, hắn đi dứt khoát lưu loát. Sau khi tin tức Ngụy Công chết trận truyền về kinh thành, hắn liền không thấy tung tích nữa. Hứa phủ người đi nhà trống, tương lai hoặc là mai danh ẩn tích, hoặc là lưu lạc giang hồ. Nếu Ninh Yến ở đây, sẽ không nhìn ngươi chịu nhục. Chu Quảng Hiếu nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó cùng chết với ta sao? Tống Đình Phong trừng mắt, tức giận nói, sau khi Ngụy Công chết, kinh thành liền không chứa nổi hắn nữa, đi vừa lúc tốt lắm, hắn không đi ta, cũng muốn đuổi hắn đi, không đi thì không làm huynh đệ nữa. Chu Quảng Hiếu nhếch miệng cười, cũng đúng. Tống Đình Phong bỗng nhiên phi một tiếng, mắng, cũng không biết để lại địa chỉ. Ai, hy vọng cuộc đời này còn có ngày gặp lại. Vừa đi tới cửa, trước mặt liền bắt gặp Chu Thành Chú hông đeo bội đao, mặc sai phục ngân la. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu cúi đầu, bước nhanh, đứng lại. Chu Thành Chú thình lình lên tiếng, xoay nửa người lại, ngạo nghễ nhìn hai người, hỏi, nha môn điểm danh, hai người các ngươi muốn đi đâu? Đáng chết. Tống Đình Phong thầm mắng một tiếng, trên mặt nặn ra nụ cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, Chu Ngân La, hai chúng ta đêm qua trực, đang muốn về nghỉ ngơi. Chu Thành Chú kinh ngạc nói, các ngươi hôm qua trực đêm. Bản Ngân La sao lại không biết? Chu Quảng Hiếu lập tức nhướng mày. Mệnh lệnh trực đêm qua, còn là Chu Thành Chú hạ đạt. Lý Ngọc Xuân vào đại lao, Chu Thành Chú nhiệt tình tiếp nhận hai người bọn họ. Rất hiển nhiên, Chu Thành Chú là cố ý làm khó dễ bọn họ. Vâng vâng vâng, vậy có lẽ là chúng ta nhớ lầm. Tống Đình Phong liên tục gật đầu, cúm núm, chúng ta quay lại luôn, quay lại luôn. Chu Thành Chú vốn đang muốn mượn cơ dạy dỗ một phen hai kẻ này, thấy họ tống ti tiện như thế, lắc đầu bật cười. Hắn lại hô hai người dừng lại, từ từ nói, tối nay trực, liền phiền hai người các ngươi, vất vả chút. Hai vị cùng Hứa Thất An nhân vật anh hùng của Đại Phụng là bạn tốt, đều là hạng người thủ đoạn cao siêu, người có năng lực thì vất vả mà. Đây là không cho người ta nghỉ ngơi, muốn làm bọn họ mệt chết tươi. Nắm tay Tống Đình Phong vài lần nắm chặt, rồi lại buông ra, da mặt hơi run rẩy, nhưng hắn không dám đắc tội đối phương, khom người nói, rõ, rõ. Hắn lập tức xoay người, mang theo Chu Quảng Hiếu đi vào trong nha môn. Phía sau truyền đến Chu Thành Chú cười nhạo nói, phế vật. Xung quanh, Đả Canh Nhân khát vọng Tống Đình Phong nam nhân một hồi vẻ mặt thất vọng, lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn họ không có cái dũng khí ngọc đá cùng vỡ kia, liền hy vọng người khác có, dùng người khác hy sinh để thỏa mãn tâm lý không cam lòng khó chịu của bọn họ. Ngay lúc này, cửa nha môn truyền đến tiếng chậc chậc, quan uy thật lớn nha, Chu Ngân La. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu đằng trước chợt cứng ngắc, cả người cứng ngắc ở tại chỗ. Đả Canh Nhân xung quanh cũng phản ứng sấp xỉ. Con ngươi Chu Thành Chú hơi co rút lại, thanh âm này đã quen thuộc lại xa lạ, từng xuất hiện ở trong mơ của hắn vô số lần, giống như ác mộng. Hắn vừa thống hận, nguyền rủa, lại vừa sợ hãi, uể oải, cho rằng mình căn bản không có hy vọng báo thù. Bây giờ, người kia ngay tại phía sau hắn lại ngay cả dũng khí xoay người cũng không có.
Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, hai chân Chu Thành Trú hơi phát run, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Ai ngờ, tiếng bước chân lướt qua hắn, đi về phía Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Hứa Thất An mặc một bộ đồ xanh, trong tay cầm vũ khí giống như kiếm giống như đao kia, đá Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu mỗi người một cước, cười nhạo nói, hai ngươi sống thoạt nhìn không được tốt lắm nhỉ. Chu Quảng Hiếu vẻ mặt kích động, lệ nóng lưng tròng. Tống Đình Phong dỗi không quay đầu, nghẹn ngào mắng, đồ chó, ngươi sao còn chưa đi, ngươi ngại sống quá lâu rồi. Đà canh nhân xung quanh vừa kinh hỉ vừa hoang mang, cùng với lo lắng, Hứa Ninh Yến thế mà còn chưa đi, còn dám về nha môn đà canh nhân. Hắn không biết cha con Chu gia đã trở lại sao, hắn không biết Viên Hùng tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công, thành viên công rồi sao. Đúng, hắn không biết, tất cả cái này đều xảy ra ở hôm qua. Hứa Ninh Yến, ngươi đi nhanh đi. Trong đám người, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc này, Chu Thành Trú như là giãy thoát gông xiềng nào đó, một lần nữa khống chế hai chân, như nổi điên hướng chỗ sâu trong nha môn chạy như điên. Lần này, các đả canh, nhưng không còn băn khoăn, mồm năm miệng mười khuyên bảo, Hứa Ninh Yến. Ngươi không nên trở về, đi mau, mau ra khỏi thành. Ninh Yến, nha môn đả canh nhân bây giờ thuộc về Viên Hùng thống lĩnh. Hắn một lần nữa sử dụng cha con Chu Dương, Triệu Kim La cũng sắp bị tước quyền lực rồi. Bây giờ nha môn đả canh nhân là thiên hạ của Viên Hùng cùng cha con Chu gia, Chu Dương là tứ phẩm, ngươi mau rời đi. Hứa Thất An nghe vào trong tai, mặt không đổi sắc nhìn về phía Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, mấy ngày nay đã xảy ra cái gì? Nói với ta, không bằng ta đến nói với ngươi, như thế nào? Chu Dương người chưa đến, tiếng đến trước. Trong đại viện, trước mắt mọi người nhoáng lên một cái, đã xuất hiện bóng người ngang tàng của Chu Dương mặc sai phục đả canh nhân, ngực thêu chiềng vàng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1082, Tạo Phản 2. Qua vài giây nữa, Chu Thành Trú đuổi theo tới, chỉ vào Hứa Thất An, hấp tấp giữ tợn nói, cha, tiểu tử này thế mà còn dám về nha môn, giết hắn ngay bây giờ. Chu Dương chưa động, giằng co với Hứa Thất An một lát, thẳng đến lúc Triệu Kim La chạy tới, không tình nguyện. Trong lòng Chu Dương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Triệu Kim La, ngươi cùng ta hợp sức bắt giết tên giặc này, Viên Công cùng bệ hạ mới có thể thật sự trọng dụng ngươi. Viên Công ở đài quan sát Quan Tinh Lâu nhìn đó. Triệu Kim La nhìn lại một cái, chỉ thấy nơi xa Hạo Khí Lâu tầng 7, đài quan sát, một bộ áo bào đỏ đứng lẻ loi, đang quan sát bên này. Triệu Kim La thu hồi ánh mắt, vẻ mặt phức tạp nói, ngươi tội gì trở về? Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên, trở về đòi nợ. Đả canh nhân chú ý động tĩnh bên này càng lúc càng nhiều, mà đả canh nhân hiện trường lại càng lùi càng ít. Tứ phẩm cao thủ chiến đấu, nói không chừng sẽ hủy đi nha môn. Tu vi, Hứa Thất An như thế nào, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là kinh thành, hai vị Kim La hợp sức đối phó hắn không khó, nếu là cao thủ nơi khác lại đến, Hứa Ninh Yến chỉ còn đường chết. Hắn sao lại trở về? Ngụy Công đã chết, ai còn có thể chống lưng cho hắn? Hắn mang bệ hạ đắc tội triệt để rồi, trở về làm chi? Hồ đồ, Hứa Ninh Yến trở về làm chi? Đáng giận, đồng nghiệp một hồi, thật sự không đành lòng nhìn hắn chết. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không đành lòng lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể không để ý tính mạng già trẻ cả nhà giúp hắn à? Đúng vậy, chưa thấy Triệu Kim La cũng thỏa hiệp rồi sao? Tính liên thủ với Chu Dương đối phó Hứa Ninh Yến, Viên Hùng ở Hạo Khí Lâu nhìn nó. Vua nào qua nấy, đả canh nhân cũng tương tự, thời đại Ngụy Công trôi qua rồi, không bao giờ đến nữa. Một đám đả canh nhân ở nơi xa quan sát, nghị luận, hoặc thổn thức, hoặc không cam lòng, hoặc bất đắc dĩ. Chu Dương búng ngón cái, bội đao leng keng ra khỏi vỏ, ở không trung lóe lên ánh đao sáng như tuyết. Mỗi một vị đả canh nhân ở đây chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, bị ánh đao kích thích. Lông mu bàn tay dựng thẳng lên. Chu Dương một bước bước ra mười mấy trượng, thuận thế chém ra đao phong, nhằm thẳng cái đầu trên cổ Hứa Thất An. Mặc kệ lời đồn đại Ngọc Dương Quan có phải thật hay không, tu vi Hứa Thất An giờ này ngày này đều đủ để đấu một trận với tứ phẩm, chỉ bằng một mình hắn chưa chắc có thể ăn được kẻ này. Nhưng chỉ cần Triệu Kim La phía sau đuổi kịp, hai người hợp sức, bắt giết Hứa Thất An không nói chơi. Hứa Thất An trở tay tát một cái. Bốp! Đầu nổ tung như là quả dưa hấu, mảnh xương, óc, máu thịt,
con mắt bắn ra, ở trên sàn đá của đại viện tung tóe ra dấu vết như sao trời. Thân thể Chu Dương lảo đảo chạy lên vài bước, suy sụp ngã xuống đất. Chỉ nháy mắt, đại viện đã canh nhân, yên tĩnh như chết. Đồng bì thiết cốt của Chu Dương thế mà ngăn không được một cái tát của hắn, một cái tát nhẹ nhàng bâng quơ đó, ta cũng ngăn không được, ta cũng sẽ bị một cái tát đập chết. Con ngươi Triệu Kim La co rút lại thành lỗ kim, tựa như đột ngột gặp ánh sáng mạnh. Chu Dương, tứ phẩm Kim La, cứ như vậy bị đập chết. Hắn ở Ngọc Dương Quan một mình một đao chém mấy chục vạn kẻ địch, là thật. Các đà canh nhân ở xa quan sát mất giọng tập thể, bỗng nhiên tỉnh ngộ thế gian truyền lưu không phải là khoa trương, thế mà lại là chiến tích thật. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vẻ mặt hoảng hốt, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận đồng nghiệp thường xuyên cùng mình ra vào câu lan. Giáo phường Ti này đã bất chi bất giác trưởng thành làm người đáng sợ như thế. Một cái tát mang một gã tứ phẩm Kim La tát nổ đầu, đây là tu vi đáng sợ cỡ nào? Hứa Ninh Yến, hắn bây giờ là mấy phẩm? Trong lòng mọi người hiện lên một ý niệm hoang đường, sau đó gắt gao đè lại, không cho nó thò đầu, bởi vì thế này quá điên cuồng, quá hoang đường, quá đảo điên lẽ thường. Sắc mặt Chu Thành Chú trắng bệch như tờ giấy, môi nhẹ nhàng run rẩy. Cả người hắn giống như cành cây đong đưa trong gió, không ngừng run rẩy. Phụ thân hắn tôn thờ, toàn bộ chỗ dựa của hắn, phụ thân tứ phẩm võ phu của hắn, bị người này một chưởng đập chết. Cũng không khó hơn chút nào so với đập chết con kiến. Sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng Chu Thành Chú, hắn bỗng nhiên giật mình, một chất lỏng tanh thối đục ngầu từ hạ bộ hắn chảy xuống. Lui về, ta không giết ngươi. Nếu không, Chu Dương chính là kết cục của ngươi. Hứa Thất An nhìn về phía Triệu Kim La. Triệu Kim La cố nén sợ hãi, ôm quyền khom người, nhanh chóng rời khỏi. Hứa Thất An quay sang nhìn về phía Tống Đình Phong, chỉ vào Chu Thành Chú, hắn giao cho ngươi. Nói xong, lững thững đi về phía trước, hướng tới Hạo Khí Lâu đi đến. Từng ánh mắt đuổi theo hắn, muốn đuổi theo nhưng thiếu dũng khí, thẳng đến lúc bóng lưng Hứa Thất An biến mất, mọi người ùn ùn quay đầu nhìn về phía Tống Đình Phong. Tống Đình Phong đi đến trước mặt Chu Thành Chú, dạng hai chân, nếu muốn sống từ nơi này chui qua. Ta chui, ta chui. Chu Thành Chú hoảng hốt quỳ xuống, kinh sợ, vừa bò vừa cầu xin tha thứ, từ dưới khố Tống Đình Phong chui qua. Chu Quảng Hiếu bên cạnh đột nhiên rút đao, hung hăng chém xuống, một cái đầu lăn lông lốc. Trên mặt Chu Thành Chú đọng lại hoảng sợ, khóe mắt lấp lánh nước mắt, môi giật giật, cuối cùng quy về vĩnh hằng tĩnh mịch. Ha 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 ha. Tống Đình Phong ôm mặt, vừa khóc vừa cười, tựa như phát điên, phun ra sự đè nén trong lồng ngực. Lúc này, có người chỉ vào chỗ cao của Hạo Khí Lâu, cả kinh kêu lên, Hứa Ninh Yến muốn giết Viên Hùng. Đột nhiên, mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy đài quan sát của tầng thứ 7, Hứa Thất An túm cổ áo Viên Hùng, mang nửa thân thể của hắn đẩy ra bên ngoài. Viên Hùng, ồ không, Viên Công. Hứa Thất An cười tủm tỉm đánh giá Viên Hùng sắc mặt tái nhợt, không ngừng giãy giụa. Nghe nói Viên Công dốc hết tâm huyết, liệt kê 10 tội lớn của Ngụy Công, mang phần tử hủ bại của nha môn đà canh nhân áp giải vào đại lao. Quét sạch không khí đà canh nhân, tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng đối với vạch trần Ngụy Công tội thần hại nước này. Viên Hùng từ trong mắt hắn thấy được sát ý lành lạnh, trầm giọng nói, Hứa Thất An, bản quan chính là mệnh quan triều đình, quan to chính tam phẩm, ngươi không thể giết ta. Thấy ánh mắt Hứa Thất An lạnh lùng dữ dội như trước, hắn biết thuận theo thời thế, nhanh chóng chuyển đổi thái độ. Cầu xin nói, là bệ hạ ép ta làm, ta không có lựa chọn, làm thần tử người ta, từ chối như thế nào. Ta thật sự không có lựa chọn, cái này không phải xuất phát từ bổn ý của ta, tha cho ta. Hứa Thất An, tha cho ta được không? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đà Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1083, Tạo Phản 3. Sắc trời tối đen, chính là thời khắc tối tăm nhất trước bình minh. Gió lạnh thổi cả người Viên Hùng lạnh lẽo, trong lòng cũng tràn đầy lạnh lẽo. Ngươi bây giờ lập tức rời kinh, bản quan thay ngươi kéo dài thời gian. Chậm, bọn chó phía dưới sẽ tố cáo ngươi, cổng thành đóng lại, ngươi liền không ra được nữa. Hắn không muốn từ bỏ cơ hội cầu sinh, chỉ muốn khúm núm tránh thoát một kiếp trước, quay đầu lại thông báo bệ hạ, giết kẻ này. Tha thứ ngươi là chuyện của Ngụy Công, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đi gặp hắn. Hứa Thất An buông tay. Viên Hùng ngựa mặt ngã xuống,
Từ lầu 7 rơi nhanh xuống, ầm một tiếng truyền đến, hắn ngửa mặt, hai mắt lồi ra, gắt gao nhìn bầu trời. Chết ngay tại chỗ. Nơi xa, Đà Canh Nhân thấy một màn như vậy trợn mắt cứng lưỡi. Hứa Ninh Yến, hắn là muốn tạo phản. Một vị quan to tam phẩm, nói giết là giết, đây là đại nhân vật thật sự, đứng trong hàng ngũ chư công. Sớm con mẹ nó không vừa mắt bọn hắn rồi, giết hay lắm. Có người hạ giọng, nhỏ giọng phát tiết một câu. Sau sự im lặng ngắn ngủi, giết hay lắm. Đà Canh Nhân là Đà Canh Nhân của Ngụy Công, viên hùng hắn là cái thá gì? Cha con Chu gia phản bội nha môn, sớm bị cách chức, phi, giết hay lắm. Đè nén từ hôm qua bắt đầu, đến lúc này phát tiết hết. Hứa Ninh Yến vẫn là Hứa Ninh Yến kia, coi trời bằng vung, hắn đã trở lại, tất cả oán giận cùng không cam lòng đều sẽ tan thành mây khói. Hứa Thất An quay về phòng trà, nơi này bố trí trước sau như một, chỉ là sẽ không có một bộ áo xanh ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt ôn hòa chờ đợi hắn nữa. Mở ra chén trà, nước trà trong ấm thế mà vẫn nóng, nghĩ hẳn là Viên Hùng lúc dậy sớm sai người đun. Hứa Thất An nghiêng ấm trà, rót hai chén nước, nhấp một ngụm, lắc đầu nói, uống trà. Không thú vị, hôm nay ta muốn uống rượu. Ngụy Công, ngươi cảm thấy thế nào? Đối diện trống rỗng, phòng uống trà im lặng, không ai trả lời. Hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong đó đổ ra một vò rượu ngon đã sớm chuẩn bị sẵn, đập vỡ nắp bùn, nâng vò uống sảng khoái. Ngụm thứ nhất hào sảng, ngụm thứ hai liền uống chậm, uống từng ngụm nhỏ, rất nhanh đã uống hơn phân nửa. Hứa Thất An vừa uống, vừa lảm nhảm chuyện cũ. Hắn dần có vài phần mắt say lờ đờ mông lung, say ít mà chưa say mềm, cảnh giới cao nhất cuộc đời. Trong hoảng hốt, Hứa Thất An như thấy được một vị áo xanh hai bên tóc mai hoa râm, ngồi ở đối diện, hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng lại ra, ôn hòa nhìn về phía mình. Ngụy Công, ti chức hát vang một khúc cho ngươi. Ngươi luôn muốn nghe, ta bây giờ liền hát cho ngươi nghe. Hắn xách vò rượu, chậm rãi đi đến đài quan sát, lúc này gió sáng sớm thê lương, thổi tới trước mặt. Hắn nhớ lại chuyện cũ, hát vang, ta đứng ở trong gió phần phật, hận không thể, quét sạch cơn đau lòng kéo dài. Đây là câu hát trong Bá Vương Biệt Cơ. Hắn dựng ngón tay như kiếm, ngạo nghễ nhìn kinh thành, thanh âm đột nhiên cất cao, nhìn trời xanh bốn phương mây vần, kiếm trong tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng tiếp theo. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hoàng cung, nhìn phía hậu cung, thanh âm nhẹ nhàng, trong cuộc sống có trăm nghỉ kẻ xu nịnh, ta chỉ yêu mình nàng, đau lòng biệt cơ đường có ai cùng nữa, bao nhiêu năm ân ái vội vàng chôn vùi. Trong lòng ta, nàng quan trọng nhất, vui buồn sống chết có nhau, nàng dùng nhu tình khắc cốt, còn ta hào hùng ngút trời. Trong lòng ta, nàng quan trọng nhất, nước mắt của ta hướng thiên không, kiếp sau cũng phải xưng hùng, trở lại tà dương chói lòa. Trở lại tà dương chói lòa, nâng vò, uống một hơi cạn sạch. Hứa Thất An ném vò rượu xuống khỏi lầu cát, quay người, nhìn về phía bộ áo xanh kia, cười to nói, Ngụy Công, ti chức hát như thế nào? Bên, tai, tựa như vang lên giọng nói ôn hòa kia, rất hay. Hứa Thất An cười ha ha, nước mắt lại tràn mi mà ra, không dám nhìn bên đó nữa, lảo đảo rời khỏi phòng uống trà. Lần này đi muốn làm gì? Đạp tan Lăng Tiêu. Nếu một đi không trở lại, thì một đi không trở lại. Kim Loan Điện. Nguyên cảnh đế ngồi cao trên ghế rồng, vẻ mặt nghiêm túc quan sát chư công trong điện. Ánh mắt hắn đảo qua chỗ trống nào đó, trầm giọng nói, Viên Ái Khanh vì sao chưa tới? Viên Hùng cũng chưa xin nghỉ, buổi trầu thế mà vắng mặt, dựa theo luật pháp đại phụng, muộn buổi trầu, vắng mặt, phạt 3 tháng lương, đánh 15 roi. 15 roi hạ xuống, thư sinh yếu ớt liền thực sự phải nằm úp sấp ở trên giường 10 bữa nửa tháng. Nguyên cảnh đế trái lại không phải vì Viên Hùng vắng mặt mà tức giận, chỉ là kế tiếp, hắn còn cần Viên Hùng gã lính trước ngựa này xung phong hãm trận. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên cảnh đế đã không hy vọng Viên Hùng nữa, nhìn thoáng qua binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo. Viên Hùng không có mặt, chuyện xung phong hãm trận, tự nhiên là hắn một trong các thành viên trung tâm hoàng đảng này đi làm, lập tức bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, bệ hạ, đối với chiến sự Vu Thần Giáo, đối với chuyện phía sau của Ngụy Uyên, kéo dài đến nay, không thể kéo dài mãi nữa, người nhà tướng sĩ chết trận còn chờ trợ cấp đó. Nguyên cảnh đế chậm rãi gật đầu, hỏi, Tần Ái Khanh ý đồ như thế nào? Tần Nguyên Đạo vô cùng đau đớn, Ngụy Uyên tham công liều lĩnh, không để ý đại cục, cứng rắn tấn công Tĩnh Sơn Thành, dẫn đến hơn 8 vạn tướng sĩ hy sinh, hại đại phụng ta tổn thất 8 vạn tinh nhuệ. Ngụy Uyên,
hắn chết không đáng tiếc. Sau chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, đại quân hai nước Viêm Khang đưa quân tới Ngọc Dương Quan, tuy cuối cùng thối lui, nhưng tinh nhuệ vẫn còn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu tình huống nguy cấp, có thể bị quân đội Vu Thần Giáo công hãm bất cứ lúc nào. Dân chúng ba châu nguy ở sớm tối, tính cho hôm nay là phái sứ giả chạy đi Vu Thần Giáo đàm phán hòa bình, bù lại tai họa Ngụy Uyên tạo thành. Về phần Ngụy Uyên, thần lấy cái chết can gián, xin bệ hạ, Thụy Hào Lệ, Võ Lệ, ý tàn nhẫn hung lệ. Nguyên Cảnh Đế đảo qua Chư Công, thản nhiên nói, các vị ái khanh ý như thế nào? Không ai nói chuyện, có người nhìn về phía một vị trí bỏ trống khác, đó là vị trí của Vương Trinh Văn thủ phụ một quốc gia. Ở trong mắt Chư Công, Vương thủ phụ đây là bỏ cuộc rồi. Thủ phụ cũng đã không quản việc này nữa, bọn họ cũng không cần vì Ngụy Uyên liều mạng đối đầu bệ hạ nữa. Có thể đứng ở chỗ này đều là người thông minh, mấy ngày qua thế cục biến hóa, sao có thể nhìn không ra mưu tính của Nguyên Cảnh Đế. Ngụy Uyên bây giờ tiếng tăm thối rồi, lại ra mặt cầu tước vị, cầu trung võ cho hắn, không có ý nghĩa. Ngươi còn phải lật lại bản án trước cho hắn, mấu chốt là vị này trên ghế rồng không cho phép, có khóc cũng vô dụng. Về phần thành viên Ngụy Đảng trước kia thì sớm thất vọng đối với Nguyên Cảnh, mang mục tiêu chuyển hướng về phía triều mới, chờ vua mới đăng cơ, lại thay Ngụy Công lật lại bản án. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1084, Thất Phu Giận Dữ 1. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế cong lên, giọng điệu lạ rất trầm thấp, được, cứ dựa theo Tần Ái Khanh nói. Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy ngoài điện truyền đến tiếng xôn xao. Sóng âm trùng điệp phập phồng, liên miên không dứt. Một mảng đại loạn, chuyện gì mà ồn vào vậy? Chư Công kinh hãi, thân ở trong điện, nghe tiếng xôn xao thất thố của quần thần bên ngoài, cùng với tiếng bỏ chạy tan tác. Điều này làm Chư Công ý thức được tình huống không ổn, lại đoán không ra đã xảy ra cái gì. Chư Công mang theo hoang mang, ùn ùn chạy vội tới cửa đại điện, chỉ thấy quảng trường phía dưới, đám mặt người dạ thú liều mạng bỏ chạy, tản ra khắp nơi. Một bộ áo xanh cầm đao giết lên kim loan điện, phía sau hắn, xác chết đầy đất, đều là cấm vệ trong cung. Trong lòng Chư Công kịch liệt chấn động, dâng lên cảm giác hoang đường không chân thực. Đại Phụng lập nước 600 năm, trừ vị võ tông hoàng đế đoạt vị kia, còn có ai giết vào hoàng cung, giết lên kim loan điện không? Không có. Giờ khắc này, cho dù là đám văn thần, lão bánh quẩy quan trường, Chư Công tâm kế thủ đoạn đều tuyệt đỉnh đỉnh phong quyền lực Đại Phụng. Lúc này, cũng khó dùng cái gọi là lòng có tĩnh khí để ổn định cảm xúc bản thân. Ai cũng biến sắc, hoặc kinh ngạc giận dữ, hoặc sợ hãi, hoặc tuyệt vọng, hoặc khủng hoảng. Người áo xanh kia cầm đao, chuôi đao dùng thừng đỏ treo một miếng bát quái tinh xảo. Hắn bước vào cửa chính Kim Loan Điện, ở trong Chư Công hoảng sợ tránh lui, hướng quân vương trên ghế rồng ném ra đao trong tay. Kèm theo rít gào như sấm sét, cẩu hoàng đế, trường đao gào thét lao đi. Trong đầu Chư Công chỉ còn một suy nghĩ, Hứa Thất An, tạo phản rồi. Thời gian chuyển rời về phía trước, đại khái hai khắc đồng hồ trước, Nha Môn Đả Canh Nhân, bịch bịch bịch. Hứa Thất An mắc áo xanh đạp cầu thang, chậm rãi xuống lầu, xung quanh là một đám lại viên vẻ mặt phức tạp. Hạo Khí Lâu trên bản chất là địa điểm Ngụy Uyên làm việc, trong lầu có rất nhiều lại viên cùng người nhiều mưu trí truyền tin tức, phân tích tình báo. Viên Hùng Tân Quan nhận chức ba cây đuốc, chỉ kịp đốt tới Đả Canh Nhân, lại viên trong Hạo Khí Lâu tạm thời chưa bị lan đến. Nếu Viên Hùng chưa chết, cây đuốc này sớm hay muộn sẽ đốt tới trên đầu bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là đoàn đội tâm phúc của Ngụy Uyên. Chỉ là không ngờ, Viên Hùng hôm qua vừa tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công vào làm chủ Hạo Khí Lâu, hôm nay đã chết trong tay Hứa Thất An. Các lại viên đứng đầy chỗ ngoặt của mỗi một tầng, yên lặng, nhìn hắn, nhìn bộ áo xanh này chậm rãi xuống lầu. Trong từng đôi mắt, có sùng kính, có bi thương, có cảm động, ngấn lệ lóe lên. Những ngày qua triều cục biến hóa, hôm qua Nha Môn Đả Canh Nhân xảy ra chuyện, bọn họ mắt thấy, lòng hiểu. Bề ngoài không nói gì, trong lòng tất nhiên có oán hận. Nhưng, người trong tay có thể cầm bút, không cầm nổi đao. Kẻ có thể cầm đao, lại không nắm được dũng khí lướt qua đó. Ngụy Công tọa trấn Đả Canh Nhân 21 năm, kẻ nhận ân huệ của hắn chỗ nào cũng có. Bây giờ hắn đã chết, kết đảng cây đổ bầy khỉ tan, các đảng phái thờ ơ lạnh nhạt. Đến cuối cùng,
là người trẻ tuổi vào đả canh nhân không đến một năm này, vì hắn mà nổi giận. Các lại viên nhìn hắn, trong trầm mặc ấp ủ bi thương. Hứa Thất An ra khỏi Hạo Khí lâu, tới trước xác Viên Hùng, rút đao, cắt lấy đầu của gã, xách ở trong tay. Ngươi muốn khiến Ngụy công thân bại danh liệt, ta không đáp ứng. Các lại viên chạy ra khỏi Hạo Khí lâu, chen chúc ở ngoài lầu. Khi Hứa Thất An xoay người rời đi, phía sau truyền đến một tiếng nghẹn ngào, Hứa Ngân La. Ngươi trốn đi, là tiểu thị vệ trực ở trước Hạo Khí lâu. Hứa Ngân La, đi đi, ngươi đi đi. Hứa Ngân La, vứt đầu người, mau đi đi. Xin ngươi đó. Bọn họ tựa như đã đoán được cái gì, đều tự phát ra thanh âm của mình. Sóng âm ồn ào, lại từng chữ từ trong tim. Bước chân Hứa Thất An tạm dừng một chút, trực tiếp rời đi. Hắn trầm mặc đi về phía ngoài nha môn. Ven đường, ánh mắt các đả canh nhân đều tập trung ở trên người hắn. Không ai nói chuyện, cũng không ai dám ngăn cản. Từng ánh mắt dừng ở phía sau hắn, sau đó chuyển hướng cái đầu bị xách theo kia. Mọi người nhao nhao biến sắc. Bộ áo xanh kia rất nhanh rời khỏi nha môn đả canh nhân, dọc theo phố dài đi hướng hoàng cung. Trong trầm mặc, có Ngân La run giọng nói, không thể như vậy. Xâm nhập nha môn giết người, sau khi xong việc chưa lập tức rút lui, mà là xách đầu ra ngoài, đi hướng hoàng thành. Có người đột nhiên thét to, hắn muốn đi hoàng cung quậy. Như vậy không được, Ngụy công không còn nữa, không có ai có thể giống lần trước bảo hộ hắn như vậy. Hắn giết Viên Hùng, đây là tội lớn tịch thu tài sản và giết cả nhà, không thể quậy nữa. Phải chạy nhanh, ai có thể ngăn hắn, không ngăn được hắn. Quá xúc động rồi, lần trước hắn có thể giết quốc công là vì có Ngụy công, có Chư công liều chết can gián, đám văn võ bá quan này ở phía trước chống đỡ áp lực, hắn mới có thể toàn thân mà lui. Tình huống lần này khác, hắn dám quậy, tuyệt đối sẽ đưa tới quân đội cùng cao thủ trấn áp. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu xách đao, dẫn đầu đuổi theo ra. Đả canh nhân còn lại nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Chúng ta có vợ con già trẻ, không thể xúc động. Chỉ đi xem chút, chỉ là xem chút. Tóm lại không thể cái gì cũng không làm. Về phần đến lúc đó ứng đối như thế nào, bọn họ cũng chưa nghĩ ra. Sau khi tìm lý do cho bản thân, có người cất bước, chạy ra khỏi nha môn. Tiếp theo, một người hai người, chen chúc mà ra. Giờ mão một khắc, thu lạnh xương dày, đại đa số dân chúng còn chưa dậy. Trước sạp ăn sáng tên đường, một vị chủ sạp hai tay bưng sữa đậu nành nóng hầm hập, đi về phía thực khách bên cạnh bàn. Một khắc nào đó, hắn nhìn về phía mặt đường, trợn to mắt, bát to trong tay rơi xuống đất vỡ tan, sữa đậu nành nóng bỏng tung tóe đầy đất. Các thực khách theo ánh mắt hắn nhìn lại, trong nắng sớm mơ hồ, một người áo xanh cầm đao mà đi, tay trái cầm lấy một cái đầu. Phía sau hắn, gần trăm vị đả canh nhân đi theo. Chủ sạp chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thực khách, đó có phải Hứa Ngân La hay không? À, hắn chính là Hứa Ngân La. Cũng có người chưa từng thấy chân dung Hứa Ngân La. Không, không sai, là hắn, là Hứa Ngân La, hắn muốn làm gì vậy? Trên tay xách cái đầu, á, Hứa Ngân La lại sắp giết tham quan sao? Phía sau nhiều đả canh nhân như vậy đi theo. Bán hàng rong bên đường, người gánh hàng sớm vào thành, cùng với bộ phận dân chúng ra ngoài làm việc, may mắn nhìn thấy một màn này. Ở lúc phát hiện Hứa Ngân La dọc theo trục đường chính, hướng tới phương hướng hoàng thành đi, dân chúng ở bên cạnh xem không khỏi trao đổi với nhau. Đầu người trong tay Hứa Ngân La xách là ai? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1085, Thất Phu Giận Dữ 2. Ai biết được, khẳng định không phải người tốt, nếu không Hứa Ngân La sẽ không giết hắn. Tình huống thanh thế lớn như vậy, ta nhớ rõ một lần trước còn là ở chợ bán thức ăn chém hai gã quốc công, đáng tiếc lần đó ta không tận mắt chứng kiến. Thanh âm đột nhiên dừng lại. Vài giây sau, có người thét to, theo sau nhìn xem. Dân chúng vốn chỉ là ngạc nhiên, đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, lập tức gọi bạn kéo bè, xa xa bám theo ở phía sau đả canh nhân. Dọc đường, người qua đường chỉ trỏ, hỏi thăm lẫn nhau. Ầm ĩ gì vậy? Các ngươi theo đám đả canh nhân này làm chi? Dân chúng trong đội ngũ nói, người cầm đầu là Hứa Ngân La, chưa nhận ra sao? Mắt chó các ngươi mù rồi, chớ nói lời thừa, chúng ta cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt là được.
Đừng quên, Hứa Ngân La lần trước hưng sư động chúng như vậy là vụ án tàn sát cả thành Sở Châu. Dân chúng không biết gì cả kinh biến sắc, vì thế gia nhập đội ngũ. Hoàng thành, trên tường thành, Vũ Lâm vệ trấn thủ cửa nam, xa xa thấy trục đường chính rộng rãi có đám đông ùa đến, quan sát, tất cả đều là đầu người. Một người áo xanh cầm đầu, sau đó là trăm vị đả canh nhân, cuối cùng là dân chúng rời rạc. Đội ngũ gần ngàn người, kinh thành phồn hoa giàu có và đông đúc, dân chúng phổ biến lười biếng, dậy khá muộn, hơn nữa theo mùa thu. Trôi đi, thời tiết chuyển lạnh, không phải bị ép bởi sinh kế gia đình, lúc này đều còn trong giấc mộng, triền miên cùng ổ chăn ấm áp. Bởi vậy, có thể lôi kéo đại đội ngũ gần ngàn người, ở lúc này, đã rất hiếm thấy. Các vũ lâm vệ rất nhanh không nhìn dân chúng nữa, lưu luyến một lát ở trên người trăm vị đả canh nhân, thẳng tắp tập trung người áo xanh cầm đầu kia. Tiền Ngân La Hứa Thất An, bên hông dắt đầu người. Thống lĩnh vũ lâm vệ nam thành sắc mặt nghiêm túc dặn dò, làm nóng hỏa pháo, chuẩn bị nỏ tiễn, nghe lệnh ta. Đối mặt đại sát tinh này, coi trọng như thế nào nữa cũng không đủ, hơn nữa gần đây thế cục khẩn trương. Triều đình muốn trị tội Ngụy Uyên, thời điểm mấu chốt này, Hứa Thất An là kẻ thiện thì không đến, kẻ đến thì không thiện. Vị thống lĩnh vũ lâm vệ này đứng ở đầu tường quát, hoàng thành trọng địa, kẻ không liên quan dừng lại. Khi nói chuyện, hắn nâng tay, vũ lâm vệ đầu tường hoặc điều chỉnh họng pháo, làm nhắm mang tính thị uy. Hoặc nâng lên nỏ quân đội, kéo cung cứng, chỉ chờ trưởng quan ra lệnh một tiếng, phát động công kích. Người áo xanh kia quả nhiên ngừng lại. Thấy thế, thống lĩnh vũ lâm vệ nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Công chết, người trẻ tuổi kiệt ngạo này cũng không thể không thu liễm tính tình coi trời bằng vung. Lúc này, hắn thấy Hứa Thất An tháo cái đầu bên hông xuống, giơ lên cao cao, quát to, 21 năm trước, Ngụy Uyên dẫn quân xuất chinh Sơn Hải Quan, cùng Yêu Man, Nam Man cùng Vu Thần giáo quyết chiến Sơn Hải Quan, đại thắng mà về. Trận này nếu không có Ngụy Uyên thì không có Đại Phụng. Nhưng, công cao trấn chủ, hoàng đế không chứa nổi, bị ép phế bỏ tu vi, đoạt đi binh quyền, khuất phục ở triều đình. Đả canh nhân phía sau vẻ mặt khó chịu, tỏ sự bất bình cho Ngụy Công. Trong dân chúng, người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều cảm xúc, lớn tuổi thì biết Hứa Ngân La nói là lời nói thật. Thống lĩnh vũ lâm vệ nheo mắt, tay nâng như trước. Hôm nay sau 21 năm, Ngụy Uyên dẫn quân xuất chinh Vu Thần giáo, hôn quân sợ hắn khải hoàn, khó có thể áp chế, sâu chuỗi gian thần, cắt đứt lương thảo của 10 vạn đại quân ở Tĩnh Sơn thành liên thủ Vu Thần giáo, giết Ngụy Uyên, diệt quân đội. Sau, cùng gian thần Viên Hùng hợp mưu, bôi nhọ danh hắn, hủy dự hắn, trà đạp thắng lợi 10 vạn đại quân lấy mạng đi liều đổi lấy. Thanh âm cao vút vang dội, từng tiếng truyền vào trong tai dân chúng. Bọn họ nghe mà ồ lên, xôn xao. Đại quân xuất chinh Vu Thần giáo thương vong thê thảm nặng nề, đây là đề tài câu chuyện gần đây cả thành dâm gian. Ngay cả những người buôn bán nhỏ, khi nghỉ ngơi ghép lại một chỗ uống trà, đều đã giận mắng vài tiếng hoạn quan hỏng việc quốc gia. Nhưng cùng một sự kiện, từ trong miệng Hứa Ngân La nói ra, lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hoàng đế sâu chuỗi gian thần, cắt lương thảo của đại quân. Liên hợp Vu Thần giáo giết nguyên soái thống quân. Trên đường, phàm là dân chúng nghe được những lời này, trong đầu một mảng lộn xộn. Hốc mắt các đả canh nhân lập tức đỏ lên, không phải bi thương, mà là phẫn nộ. Đoạn lời này của Hứa Ninh Yến nếu là thật, với bọn họ mà nói, đây là tội lỗi không thể chịu được, không thể tha thứ. Bắn tên, thống lĩnh vũ lâm vệ quát chói tai. Tiếng dây cung chấn động, tiếng đạn pháo ra khỏi nòng vang lên liền mạch. Đạn pháo gào thét, mũi tên nỏ bao bọc ánh sáng trắng, toàn bộ bắn về phía Hứa Thất An, không để ý dân chúng bình thường chết sống. Dân chúng kêu lên sợ hãi, tản ra mà chạy, tìm công sự che chắn tránh né. Rầm rầm rầm. Đạn pháo cùng tên nỏ ở giữa không trung nổ tung, giống như gặp khí giới vô hình ngăn trở. Ta đau lòng cực điểm, không đành lòng cơ nghiệp 600 năm của tổ tông bị hủy bởi tay hôn quân gian thần. Hứa Thất An nguy nga bất động, hung hăng ném đầu người, tiếng như sấm sét. Hôm nay, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, thiên hạ đồ trắng. Đầu tường, hỏa pháo sằng nỏ. Cất tiếng trả lời nổ tung, ném đầu người qua hoàng thành, một bộ áo xanh húc vỡ cổng thành, giết về phía hoàng cung, cẩu hoàng đế. Trong kim loan điện, theo tiếng rít gào đinh tai nhức óc này, thái bình đao gào thét lướt qua không trung, muốn mang bộ hoàng bào kia đóng đinh ở trên ghế rồng. Ánh mắt Chư Công đuổi theo ánh đao, nhìn về phía vị quân vương quan sát triều đình gần 40 năm kia. Chỉ thấy, nguyên cảnh đế vươn tay,
lấy thân thể máu thịt, bắt được mũi nhọn tuyệt thế thần binh. Thái Bình đao phun ra đao khí, chấn động ong ong, lại không cách nào giãy thoát xiềng xích của bàn tay trắng noãn như ngọc này. Ngươi cho rằng trẫm tu đạo 21 năm, thật sự không chịu được như thế. Nguyên cảnh đế tựa cười mà không cười nhìn Hứa Thất An, giọng điệu bình tĩnh, giống như thần linh cao cao tại thượng, chúa tể tất cả. Hai người cách đại điện, ánh mắt giao hội, Hứa Thất An liền biết, Trinh Đức cùng nguyên cảnh dung hợp rồi. Nhất khí hóa tam thanh, ba vị một người, một vị ba người, có thể tách ra có thể hợp lại. Ngươi cho rằng ta tới giết ngươi, chỗ dựa chỉ là thất phu giận dữ. Hứa Thất An cũng lấy giọng điệu bình tĩnh đối đãi, gằn từng chữ, tiên đế Trinh Đức. Ngươi thế mà lại biết thân phận của trẫm? Nguyên cảnh đế khẽ nhíu mày, tựa như có chút kinh ngạc. Ông! Thái Bình đao chấn động ra từng đạo đao khí, khiến cái bàn lớn trải lụa vàng tan xác, khiến bậc vàng xuất hiện từng vết đao, một đạo đao khí nào đó chém vỡ tấm bát quái đồng tinh xảo. Tấm bát quái đồng hóa thành thanh quang chói mắt, ngay sau đó, nguyên cảnh đế cùng Thái Bình đao biến mất ở Kim Loan Điện, pháp khí truyền tống. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1086, Thất Phu Giận Dữ 3. Hành thích vua, giết không chỉ là nguyên cảnh, còn có Trinh Đức. Trinh Đức là cao thủ độ kiếp, bản thân Hứa Thất An cũng tam phẩm, chiến đấu không thể xảy ra ở trong kinh thành. Nếu không, trăm vạn sinh linh sẽ hóa thành tro bụi. Hứa Thất An đảo qua chư công trong điện, bọn họ vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt mê mang. Đế vô đạo, Hứa Mỗ hôm nay phạt hắn, chư công ở trong điện đợi, yên tĩnh chờ kết quả. Dứt lời, hắn lấy ra một khối bát quái đồng tinh xảo, bóp nát, thanh quang bao phủ hắn, biến mất không thấy. Quảng trường Ngọ Môn đại loạn, tiếng kèn cùng trống truyền khắp hoàng cung, đại nội thị vệ chen chúc hướng Ngọ Môn. Thừa dịp tẩm cung thủ vệ mỏng yếu, Hoài Khánh dẫn dắt đội thị vệ tâm phúc, đến thẳng nguyên cảnh đế ở lại Cảnh Dương Điện. Trói lại, hoàng trưởng lạnh nhạt tự phụ nữ phất phất tay. 20 thị vệ tu vi cao thâm không chút nào lao lực mang đại nội thị vệ ngoài tẩm cung khống chế. Trong lòng Hoài Khánh nâng một chồng sách, bước nhanh hành động, làn váy bay lên, một mình tiến vào tẩm cung của nguyên cảnh đế. Vượt qua bậc cửa cao cao, đến thẳng ngự thư phòng, Hoài Khánh chợt dừng bước, tựa như cảm ứng được cái gì, chuyển hướng đi phòng ngủ nghỉ, thấy trận pháp vẽ trên mặt đất, thấy hạt châu lơ lửng trên không. Thấy rồng vàng khổ sở dãy ruộng, đang bị hút ra từng chút một. Rồng vàng dưới lòng đất, long mạch, đây là mưu tính của phụ hoàng, hắn muốn làm cái gì? Trong lòng Hoài Khánh hiện lên rất nhiều nghi vấn, nàng vừa định tới gần, liền thấy con mắt kia trong hạt châu chuyển động, nhìn chằm chằm mình. Bị con mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng Hoài Khánh rùng mình, cùng lúc đó, bản năng võ giả luyện thần cảnh rèn luyện ra điên cuồng báo động trước. Hoài Khánh là nữ nhân cơ trí hơn nữa quyết đoán, không chút nào lưu luyến xoay người rời khỏi, quay về ngự thư phòng, ở trên bàn lớn mở ra từng phần viết tay, đóng dấu ngọc tỷ cho chúng nó. Nội dung viết tay có hai loại, loại thứ nhất là mệnh lệnh đóng chặt cổng thành, loại thứ hai là mệnh lệnh điều phối cấm quân. Viết tay đã đóng dấu đại ấn của nội các, chỉ cần lại đóng lên ngọc tỷ của hoàng đế thì có thể đóng lại toàn bộ cổng thành của kinh thành, mang quân đội trong kinh thành gắt gao giữ ở trong thành. Ngày đó diễn đàn địa thư bàn việc, các thành viên thiên địa hội nhất trí cho rằng hành thích vua phải thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết. 1. Chiến đấu không thể xảy ra ở trong thành. 2. Cấm quân ngũ doanh do nguyên cảnh đế trực tiếp chỉ huy không thể chen chân chiến đấu. Cấm quân ngũ doanh phân biệt do thần cơ doanh nắm giữ hỏa pháo, xe nỏ sàng nỏ tiên tiến, kỵ binh doanh trang bị hoàn mỹ xung phong như lửa. Xung phong doanh trọng kỵ binh tạo thành, bách chiến doanh trọng bộ binh tạo thành, cùng với thủy sư tạo thành. Đây là bộ đội tinh nhuệ nhất Đại Phụng, mặc kệ là năng lực tác chiến, trang bị, còn có cao thủ trong quân, đều là đỉnh cấp. Nếu chi quân đội này có thể dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói cảnh nội Đại Phụng, cho dù là Cửu Châu, quân đội có thể chống lại nó cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ý nghĩa tồn tại của bọn họ là hộ vệ kinh thành, cam đoan thủ đô một quốc gia này không bị công hãm. Đóng dấu xong ngọc tỷ, Hoài Khánh chạy đi tẩm cung, gọi thị vệ trưởng, nói, nhanh đi cấm quân doanh, mang 5 phần viết tay này giao cho thống lĩnh các doanh. Chữ viết tay còn lại, bảo người ta đưa đi nội các, giao cho vương thủ phụ. Nàng hạ đạt mệnh lệnh đâu vào đấy? Ngoại ô kinh thành, Nam Uyển.
trận pháp khác ở ngoài bìa rừng sáng lên, xuất hiện nguyên cảnh đế mặc hoàng bào, trong tay hắn nắm Thái Bình đao, bình tĩnh nhìn quanh. Nam Uyển. Chỉ nhìn lướt qua, hắn liền nhận ra nơi này là khu vực săn bắn của hoàng gia, đất rừng rộng lớn 260 dặm, quả thật rất thích hợp làm chiến trường. Ánh mắt nguyên cảnh đế nhìn phía nơi nào đó, trong mắt chảy ra ác ý thật sâu, rung tay, ném ra Thái Bình đao. Nơi đó thanh quang lóe lên, hiện ra bóng người Hứa Thất An, Thái Bình đao vừa vặn bắn nhanh đến, giống như là chính. Hắn lao vào mũi đao. Đinh! Hào quang màu vàng bắn tung tóe, Thái Bình đao bị đẩy lùi, sau đó vui vẻ lao vào trong tay chủ nhân. Nguyên cảnh đế nhịn không được nheo mắt, chau mày, tam phẩm. Ta hiểu rồi, khó trách ngày đó khí huyết Ngụy Uyên không đủ nhị phẩm, thì ra để lại hậu thủ. Hắc, nếu không phải cực kỳ quen thuộc đối với hắn, trẫm không thể không hoài nghi, ngươi là con tư sinh của hắn. Bị đạo thủ địa tông ô nhiễm, hắn không che giấu sự ghen tị của mình, ác ý biến thành sát ý. Ghen tị là một trong các cảm xúc ác liệt nhất trong nhân tính. Vị hoàng đế này tiềm tu 20 năm, từ một người bình thường tấn thăng nhị phẩm độ kiếp, trở thành một số nhân vật đỉnh phong Cửu Châu, từ đáy lòng ghen tị người trẻ tuổi này. So sánh với hắn nhẫn nhục, đối phương một đường phô trương, thu hoạch danh lợi, ngay cả Ngụy Uyên cũng cam nguyện trải đường cho y. Chỉ dùng một năm thời gian, từ vẻn vẹn một con kiến, trở thành tam phẩm võ phu. Hứa Thất An thu đao vào vỏ, vừa xúc lực, vừa cười lạnh, nếu ta nói cho ngươi, Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử là huyết mạch của hắn, ngươi tin không? Nguyên cảnh đế chậm rãi thu liễm vẻ mặt, lạnh lùng nói, ngươi đang khiêu khích trẫm. Đáp lại hắn là một đao hung hãn của Hứa Thất An, ánh đao kinh diễm bổ ra. Thái Bình đao, thiên địa nhất đao trảm, tâm kiếm, dưỡng ý, Phật môn sư tử hống, ngọc toái. Kèm theo ánh đao mà ra là sư tử giống đinh tai nhức óc, chấn động lòng người. Nguyên cảnh đế đã nhận ra một đao này cường đại, bóng người đột ngột biến mất, lấy tốc độ cực nhanh lóe lên. Từng bóng người vàng tươi chợt lóe rồi xuất hiện, lại chợt lóe rồi biến mất, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không tránh thoát một đao này. Hắn vươn hai tay, lòng bàn tay lượn lờ kim quang cùng ô quang, chụp ánh đao. Xẹt! Trong tiếng khí cơ tan rã, ánh đao hủy diệt. Đạo môn Dương Thần, được xưng bất hủ pháp thân, là đặc tính vạn pháp bất xâm của kim đan thăng hoa. Một khi bước vào cảnh giới nhất phẩm lục địa thần tiên, dương thần và thân thể hợp lại, thậm chí có thể cùng võ phu bốp bốp vật lộn. Đương nhiên, lực công kích cùng tính kéo dài khẳng định không bằng võ phu. Hứa Thất An xuất hiện ở phía sau nguyên cảnh đế, một đao chém xuống. Hắn không trông cậy vào ý của tứ phẩm có thể thương tổn cao thủ nhị phẩm độ kiếp, ý cũng cần tu luyện. Ý của võ phu, ở lúc nhị phẩm mới có thể thăng hoa, tam phẩm là bất tử chi khu, không có quan hệ gì với ý của tứ phẩm. Tựa như nho ra tứ phẩm và tam phẩm cũng không có quan hệ gì. Điều Hứa Thất An muốn là lợi dụng một đao này, rút ngắn khoảng cách hai bên, một bộ liên chiêu làm đối phương bị thương nặng. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1087, Thất Phu Giận Dữ 4. Nguyên cảnh đế ngửa đầu, thét dài không thành tiếng. Đầu óc Hứa Thất An chấn động ong, xuất hiện bệnh trạng váng đầu hoa mắt, phạm vi mấy chục dặm xung quanh, nhỏ như sâu bọ, lớn như con nai, lợn rừng ùn ùn mất mạng, thân hình hoàn hảo không tổn hao gì. Bắt lấy kẽ hở nguyên thần hắn chấn động, trong tay áo nguyên cảnh đế lao ra những luồng hào quang. Chiếu thần kính, hút lấy nguyên thần đối phương, kéo dài khống chế. Chiêu hồn phiên, quét ra từng đạo âm quang, công kích nguyên thần. Ba cây phệ hồn đinh bắn nhanh, ý đồ xuyên thủng các huyệt vị ở đầu đối phương, nhưng ở dưới thể phách của võ phu, bất đắc dĩ bị bật bay. Hai cái khóa đồng khóa hai cổ tay Hứa Thất An. Đạo môn thất phẩm tên là thực khí, có thể sử dụng pháp khí, bao gồm phi kiếm, đến cảnh giới này của nguyên cảnh đế, một lần khống chế nhiều món pháp bảo là nhẹ nhàng dễ dàng. Mặt khác, đạo môn cũng là số rất ít hệ thống ở ngoài thuật sĩ có năng lực luyện chế pháp khí. Chỉ là không tinh thông như thuật sĩ, hầu như pháp khí nào cũng có thể luyện. Vừa khống chế pháp khí công kích, nguyên cảnh đế vừa triệu hồi ra một thanh kiếm. Một kiếm đưa ra, kiếm quang huy hoàng dợp trời dợp đất. Hắn đi là con đường tu hành của nhân tông, cùng là nhân tông nhị phẩm, lực công kích không kém hơn Lạc Ngọc Hành. Trong đạo môn tam tông, nhân tông là có tính công kích nhất. Cho dù ở trong võ phu, luận lực công kích,
Kiếm thuật Nhân Tông cũng là người nổi bật, hơn nữa chuyên phá đồng bì thiết cốt của võ phu. Dưới kiếm quang, Kim Cương Thần Công kiên trì mấy hơi thở, chưa thể chống đỡ, một kiếm xuyên tim. Máu tươi đỏ sẫm phun tung tóe ở sau lưng Hứa Thất An. Nguyên Cảnh Đế điên cuồng thúc giục kiếm khí, mài đi sinh cơ mới bước vào tam phẩm của hắn. Trong mắt lóe ra ác ý không khác gì Yêu Đạo Địa Tông, cười dữ tợn nói, võ phu mới vào tam phẩm, cũng xứng tranh phong cùng trẫm. Hắn bước vào nhị phẩm nhiều năm, tài nguyên cả nước tu hành, há là tiểu tử mới vào tam phẩm này có thể chống lại. Bắt được ngươi rồi. Hứa Thất An lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được, rít gào, thần thủ. Một luồng khí tức thâm trầm mênh mông, xâm nghiêm đáng sợ sống lại ở trong cơ thể Hứa Thất An. Mi tâm hiện lên một mảng ma văn tựa như ngọn lửa, làn da nhanh chóng nhuộm lên đen xì, sau đầu hiện lên một quầng lửa sáng. Khí tức Hứa Thất An tăng vọt, từ tam phẩm sơ kỳ, nháy mắt vọt lên tới tam phẩm đỉnh phong. Đây không phải lực lượng của một mình thần thù, là lực lượng hai người hợp nhất. Phành, pháp khí gương đồng nổ tung, chiêu hồn phiên nổ tung, vòng đồng nổ tung, ta đến chủ đạo, Hứa Thất An nói. Hôm nay hắn đã là cao phẩm võ phu thật sự, nắm giữ năng lực hóa kình, cũng có thể đánh liên tục tới chết cao thủ hệ thống khác, không cần do thần thù chủ đạo nữa. Được, trong cơ thể hắn truyền đến giọng trầm thấp của thần thù. Thần thù là bị ép tỉnh lại, có thể đánh thức một vị tuyệt đỉnh cường giả ngủ say, đương nhiên chỉ có một vị cường giả tuyệt đỉnh khác. Ngày đó sau khi tỉnh dậy, Hứa Thất An nói chỉ có một yêu cầu đối với giám chính, yêu cầu đó chính là giúp hắn đánh thức thần thù. Nhưng lúc ấy giám chính từ chối, chưa nói lý do, chỉ bảo hắn đi thư viện Vân Lộc trước một chuyến. Từ trong tay viện trưởng tiếp nhận huyết đan Ngụy Uyên để lại cho hắn, Hứa Thất An mới biết được dụng ý của giám chính. Thần thù cái động không đáy ăn không no này, hắn nếu là tỉnh, huyết đan của Ngụy Uyên liền hời miễn phí cho thần thù. Ngay sau đó, đà kích như mưa rền gió dữ buông xuống ở trên người Nguyên Cảnh, tầng tầng lớp lớp không khí nổ tung. Nguyên Cảnh Đế chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tất cả đều là kẻ địch. Đà kích từ góc độ khác nhau mà đến, dày đặc như mưa, không thể tránh né, khó có thể phản kháng. Đây là cao phẩm võ phu. Phốc, hai tay Hứa Thất An khép lại, xuyên thấu ngực Nguyên Cảnh Đế, dùng sức xé. Phân thây, máu tươi bắn vào thân thể cơ bắp đen xì, càng thêm dữ tợn như ma. Giờ khắc này, Nguyên Cảnh Đế chính thức tử vong trên ý nghĩa thật sự. Bóng người kim quang cùng ô quang quấn quýt bỏ chạy, đứng yên giữa không trung, sắc mặt âm trầm nhìn xuống Hứa Thất An, tiên đế Trinh Đức. Hứa Thất An im lặng nhìn thi thể trên mặt đất, trong đầu hiện lên từng màn chuyện cũ, hiện lên hình tượng uy nghiêm lạnh lùng của Nguyên Cảnh Đế. Hiện lên cảnh tượng vị đế vương này ngồi cao trên ghế rồng. Tuy hắn sớm bị Trinh Đức thay thế, tuy vị đế vương kia ngày xưa vẫn luôn là tiên đế Trinh Đức, nhưng hắn vẫn như cũ dâng lên cảm giác vui sướng mãnh liệt. Hắn tự tay giết cẩu hoàng đế này, từ nay về sau, Nguyên Cảnh trở thành lịch sử, không còn tồn tại nữa. Da mặt Trinh Đức hơi run rẩy, Nguyên Cảnh bộ thân thể này tuy tu vi có hạn, nhưng đối với hắn mà nói, lại là một cái mạng thật sự. Nhất khí hóa tam thanh, một người có được ba cái mạng. Giao thủ một khắc, đồng hồ, hắn đã tổn thất một cái mạng. Kiên kỵ đánh giá bóng người như thần như ma kia, Trinh Đức Đế bỗng nhiên tỉnh ngộ cái gì, chỉ vào Hứa Thất An, rít gào, thì ra là ngươi. Thì ra là ngươi, ngươi chính là nhân vật thần bí ngày đó xuất hiện ở Sở Châu, vật phong ấn dưới tang bạc ở trên người ngươi. Hắn vừa oán độc vừa thù hận. Thì ra là hắn, người giết Trấn Bắc Vương là Hứa Thất An. Sớm biết là ngươi, ngày đó sau khi ngươi trở lại kinh thành, trẫm nên mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Trẫm hối hận, trẫm bỏ lỡ bao nhiêu lần cơ hội giết ngươi. Ngươi có thể giấu được trẫm là vì giám chính thay ngươi che chắn thiên cơ, khiến trẫm không cảm ứng được nó tồn tại. Trinh Đức Đế tức đến mức tâm tính bùng nổ, hắn tận mắt thấy tiểu nhân vật này trưởng thành, nuôi hổ thành họa, chứa chấp tiểu nhân vật này từng bước một trưởng thành. Cho tới bây giờ mới biết được, người giết một phân thân khác của mình, ngay tại bên người. Hứa Thất An chẳng những giết phân thân của hắn, còn mang theo thi thể về kinh, nhảy lên nhảy xuống, giết quốc công, trước mặt dân chúng lên án mạnh mẽ hắn. Khi người quá đáng, khi người quá đáng. Trinh Đức Đế đã kinh lại giận, trong lòng ác độc như lật sông nghiêng biển, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa. Hứa Thất An thản nhiên nói, Nguyên Cảnh đã chết, sau hôm nay, ngôi vị hoàng đế đại phụng đổi chủ. Nghe vậy, Trinh Đức Đế lộ ra nụ cười đắc ý điên cuồng, ngươi nói không sai, sau hôm nay, đại phụng quả thật phải đổi chủ,
nó sẽ trở thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo. Quả nhiên, mục đích của tiên đế là để Đại Phụng trở thành nước phụ thuộc Vu Thần Giáo, hắn muốn noi theo Tát Luân A Cổ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, ngươi tính làm như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1088, đều tự tác chiến một. Trinh Đức Đế phun ra nuốt vào, thiên địa linh khí, khôi phục trạng thái. Hắn giang đôi tay, như đang triển lãm sự vĩ đại của mình, nói, ngươi biết lòng mạch không? Vương triều thống trị Trung Nguyên, thống trị không chỉ có là người, còn có lãnh thổ. Lòng người ngưng tụ khí vận, mà long mạch là tinh hoa khí vận cùng lãnh thổ ngưng tụ. Ta chỉ cần mang long mạch chi linh rút ra, hiến cho Vu Thần, Trung Nguyên sẽ thiên tai nhân họa không ngừng, nhưng lại bởi vì long mạch chưa mất, khởi nghĩa thường thường không thể thành công. Mà Vu Thần Giáo nắm giữ long mạch Trung Nguyên, thiên mệnh quy tụ, vào làm chủ Trung Nguyên dễ dàng. Cho nên ngươi phải giúp Vu Thần Giáo giết Ngụy Công. Hứa Thất An không hiểu biết đối với long mạch, nhưng hiểu biết đối với khí vận. Đại Phụng sau khi tổn thất một nửa khí vận, mấy năm nay quốc lực ngày càng giảm xuống, không phải nơi này có nạn hạn hán, chính là nơi kia có lũ lụt. Mấy năm liên tục không thuận, mà mình được khí vận, cả hành trình đã qua, luôn có thể gặp sự hóa lành, kỳ ngộ liên tục, ngắn ngủn một năm tấn thăng tam phẩm. Nhìn mặt ngoài là nhận ân huệ của một số đại lão nào đó, thật ra, bản thân cái này chính là biểu hiện của khí vận gia thân. Long mạch nếu bị Vu Thần Giáo cướp đi, kết quả có thể nghĩ mà biết. Ngụy Uyên phải chết, hắn nếu còn sống, hôm nay ta đối mặt chính là hắn. Mà chiến lực một tên nhị phẩm võ phu so với ngươi mạnh hơn nhiều. Trinh Đức Đế tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí, vừa rồi cuồng bạo đả kích đã tạo thành một chút vết thương nhẹ đối với hắn. Ngụy Uyên là soái tài mấy trăm năm cũng khó gặp, hắn không chết, Tát Luân A Cổ cuộc sống hàng ngày khó yên, Vu Thần Giáo cho dù nắm long mạch cũng không nhất định có thể thoải mái vào làm chủ Trung Nguyên. Đương nhiên, ta giết Ngụy Uyên còn có nguyên nhân thứ ba, không lâu sau đây ngươi tự sẽ biết được. Đúng rồi, khi vào triều, ta đã khởi động trận pháp, bóc ra long mạch, ngươi muốn chạy trở về ngăn cản hay không? Ta không ngại đến trong thành đánh một trận, ta ngại. Những thứ này Ngụy Công cũng dự liệu được nhỉ? Chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, tương tự là Vu Thần Giáo gậy ông đập lưng ông, nhưng Ngụy Công không có lựa chọn. Nếu ngồi xem Vu Thần giải thoát phong ấn, cho dù Ngụy Công năng lực lãnh binh đánh trận mạnh nữa, cũng đấu không lại một tên siêu phẩm. Hứa Thất An hỏi, ngươi muốn rút ra long mạch, dám chính sẽ đồng ý. Thân là nhất phẩm thuật sĩ, không có ai so với lão càng hiểu khí vận hơn. Trinh Đức Đế muốn ở dưới mí mắt dám chính rút ra long mạch, si tâm vọng tưởng. Dám chính tuy không thể giết Trinh Đức, nhưng lão có thể ngăn cản long mạch bị rút ra. Trinh Đức Đế cười to nói, dám chính là kẻ địch lớn nhất trong kế hoạch trường sinh của ta, nếu không có cách nào bám trụ hắn, ta lại nào sẽ rút ra long mạch. Hứa Thất An chau mày, Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành đi ra khỏi tĩnh thất, tới tiểu viện, hướng tới ao nhỏ trong sân vươn bàn tay nhỏ trắng nõn. Một thanh kiếm sắt loang lổ vết rỉ phá nước mà ra, mang bản thân đưa đến trong tay nàng. Lạc Ngọc Hành bước ra một bước, biến mất ở trong sân. Quan Tinh Lâu. Trong hư không truyền đến dao động, một bóng người bọc áo choàng vu sư từ trong hư không bước ra. Đây là một lão nhân trong tay cầm roi đuổi dê, râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa. Nhưng chính là một vị lão giả không có gì khác với lão nhân bình thường như thế, lão xuất hiện khiến trên không Quan Tinh Lâu u ám. Mây đen cuồn cuộn, cách Quan Tinh Lâu rất gần, gần giống như ngay trên đỉnh đầu, từng tia chớp chói lòa chạy ở trong tầng mây. Khoảnh khắc lão giả xuất hiện, đài bát quái sáng lên từng đạo trận văn, tiến hành nghiền nát đối với lão. Nhưng lão giả giống như không ở mảnh thiên địa này, bất cứ công kích nào đối với lão cũng không có hiệu quả. Đồ Tôn, ngươi nếu là có lực phá trận của Ngụy Uyên, sư tổ ta đi luôn bây giờ. Tát Luân A Cổ cười tủm, tỉm nói, dám chính cầm chén rượu, thảnh thơi nhấp một ngụm. Đại Phụng quốc lực suy yếu đến nay, ngươi còn có mấy thành thực lực? Tát Luân A Cổ ngồi xuống ở bên bàn. Giám chính cười lạnh nói, thuật sĩ dùng là đầu óc, võ phu mới chỉ biết dùng man lực. Khi nói chuyện, trên bàn xuất hiện một bàn cờ. Đánh một ván đi, lấy cờ quyết định thắng thua. Giám chính thản nhiên nói, không, một ván này đánh xong, sự tình cũng kết thúc rồi. Tát Luân A Cổ cười nói, sư phụ ngươi trước khi đi cùng Đại Phụng Cao Tổ Hoàng Đế,
thật ra thường xuyên chơi cờ với ta. Chúng ta lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, có đôi khi một ván cờ phải đánh mười mấy năm mới có kết quả. Lão nhẹ nhàng quật roi đuổi dê một phát, bốp, trận pháp mặt ngoài đài bát quái theo tiếng mà vỡ. Vậy ván cờ này của chúng ta cần phải đánh kỹ một chút. Quân cờ này tên Ngụy Uyên. Giám chính nhấp một ngụm rượu, hạ xuống một quân, thân thể Tát Luân A Cổ như là sóng điện não vặn vẹo hẳn lên, qua một lúc lâu mới khôi phục nguyên dạng. Tĩnh Sơn thành xa xôi, tòa thành thị đang xây dựng lại này bỗng nhiên lay động, tựa như động đất, đại điện mới xây xong sụp xuống, mặt đất sụp đổ ra vết nứt lớn thọc sâu mấy chục trượng. Khéo, quân cờ này của ta cũng tên Ngụy Uyên. Tát Luân A Cổ run run roi đuổi dê, cuốn lên một quân cờ, đặt ở trên bàn cờ. Trên không quan tinh lâu, trong tầng mây trùng điệp dày đặc chợt đánh xuống một tia chớp to như thùng nước. Lại chưa hạ xuống ở trên người giám chính, nửa đường biến mất không thấy, giống như bổ vào một chiều không gian khác. Ở địa bàn đại phụng muốn ta phiền toái, qua loa rồi. Giám chính khẽ gật đầu, bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, chưa vội vã đặt quân tiếp, cười nói, nhưng phong cách chơi cờ đóng vững đánh chắc rất giống với lão sư, thì ra hắn là từ chỗ ngươi học được. Cũng không biết sự cổ hủ hành động theo cảm tình đó cũng từ chỗ ngươi di truyền hay không. Nho Thánh, theo quân cờ tên là Nho Thánh này hạ xuống, trong bộ trường bào vu sư của Tát Luân A Cổ thấm ra những dòng máu đỏ tươi, giây lát biến mất không thấy. Khang quốc xa xôi nhấc lên một trận sóng thần thật lớn. Sắc mặt Tát Luân A Cổ tựa như tái nhợt vài phần, thản nhiên nói, theo ý ta, hắn cho dù là hành động theo cảm tình, cho dù phản bội vu thần giáo, cũng tốt hơn ngươi tên nghiệp chướng giết thầy này. Trong lúc hắn cai quản đại phụng, chưa bao giờ động can qua với vu thần giáo. Vu thần, roi đuổi dê cuốn lên một quân cờ, cạch rơi ở bàn cờ. Giám chính không chút biến hóa, ngược lại hắt ra rượu trong chén, đánh tan mây đen đỉnh đầu. Ở cảnh nội đại phụng, chỉ cần đại phụng không diệt vong, lão chính là tồn tại vô địch dưới siêu phẩm. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1089, đều tự tác chiến 2. Giám chính nheo mắt, nói, võ tông năm đó khởi sự là chiều hướng phát triển, 500 năm trước một chi đó sủng hạnh gian thần, ham hưởng lạc, dẫn tới tham quan hoành hành, dân chúng lầm than. Lão sư cho rằng cho Đại Phụng thời gian, trung quy có thể quét sạch bệnh trầm kha, trả sự cai trị thanh minh. Ta lại cảm thấy, không phá thì không lập. Đại Phụng cần trải qua một hồi dục hỏa trùng sinh. Về sau là ta thắng. 500 năm qua Thái Bình thịnh thế, chính là báo đáp tốt nhất của ta đối với ân truyền thụ của hắn. Tát Luân A Cổ chậm rãi đi đến mép đài bát quái, quan sát kinh thành, nói, Đại Phụng hôm nay tương tự cỡ nào với 500 năm trước. Giám chính nói, không phá thì không lập. Thời gian cách 500 năm, ta vẫn là giám chính ngày trước, không có một tia thay đổi. Tát Luân A Cổ, Hứa Thất An bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói ra tục danh của đại vu sư vu thần giáo. Có thể đối phó nhất phẩm, chỉ có nhất phẩm. Vu thần giáo mưu đồ long mạch đại phụng, muốn mang Trung Nguyên nhét vào bản đồ, mang đại phụng biến thành nước phụ thuộc vu thần giáo. Như vậy, Tát Luân A Cổ lại nào có thể vắng họp trận sự kiện này hôm nay? Khó trách Trinh Đức Đế không có sợ hãi, cũng không ngốc. Trinh Đức Đế nhếch miệng, vẻ mặt đắc ý lại càn rỡ. Hắn thoạt nhìn rất khó khống chế cảm xúc của mình, không phải khó có thể khống chế, mà là căn bản chưa từng nghĩ khống chế. Một vị cao thủ đạo môn nhập ma, cá tính nhất định phô trương ngông cuồng, trầm ổn nội liễm ngược lại kỳ quái. Hứa Thất An ý niệm chuyển động, suy nghĩ có lẽ có thể lợi dụng Trinh Đức Đế nhập ma một điểm này. Hắc, ngày đó lúc giết Trấn Bắc Vương, thật sự sảng khoái. Ồ, quên đó chính là ngươi. Ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Lúc ở Sở Châu, ta có thể đánh ngươi cầu xin tha thứ. Hôm nay cũng nhất định có thể đánh nổ đầu chó của ngươi. Hứa Thất An cố gắng để vẻ mặt mình tỏ ra kiêu ngạo cuồng vọng. Quả nhiên, da mặt Trinh Đức Đế hơi run rẩy, trong mắt phun ra lửa giận như thực chất. Nhưng ngay sau đó, hắn thu liễm cảm xúc, thản nhiên nói, chút tài mọn, bằng hai ba câu nói, có thể chọc giận trẫm. Cầu tạp chủng, chấm sớm hay muộn mang ngươi bầm thây vạn đoạn. Linh hồn nhỏ trong thân thể Trinh Đức Đế đang rít gào. Không có tác dụng gì, xem ra nhập ma không có nghĩa là chỉ số thông minh không được. Hứa Thất An có chút thất vọng, nếu Trinh Đức Đế vừa rồi phẫn nộ kéo dài thêm cho dù một giây,
hắn liền giơ ngón tay giữa lên, hướng đối phương hô to, ngươi qua đây nha, cho nên thời điểm ngươi bị ép hạ chiếu tự kể tội, ở trên đại điện hổn hển, cũng là đang diễn trò. Hứa Thất An hỏi, Trinh Đức Đế cười lạnh nói, ngươi đoán. Hứa Thất An không giấu vết nhìn thoáng qua phương hướng kinh thành, không có vẻ mặt gì nói, ta đoán ngươi lúc ấy là mượn cơ hội phóng thích phẫn nộ Trấn Bắc Vương bị giết, hoặc là lửa giận lúc đó đã vượt qua cực hạn thừa nhận của ngươi, ngươi không thể khống chế bản thân. Trinh Đức Đế không trả lời, không biết là khinh thường trả lời hay là ngầm thừa nhận. Hắn nghiêng đầu liếc phương hướng kinh thành, giọng điệu thản nhiên, ngươi là đang đợi Lạc Ngọc Hành à? Sắc mặt Hứa Thất An hơi thay đổi. Thấy thế, nụ cười trên mặt Trinh Đức Đế mở rộng, có vài phần trêu tức, vài phần đùa cợt, nói, Lạc Ngọc Hành không muốn song tu với ta, thậm chí bất mãn ta tu đạo, bởi vì ta tu đạo khiến Đại Phụng Quốc lực suy yếu, nàng thiếu khí vận độ kiếp. Nếu có thể bắt lấy cơ hội giết ta, lập vua mới, nàng có lẽ còn có một tia cơ hội. Nụ cười trên khuôn mặt Hứa Thất An cứng ngắc. Chỉ nghe Trinh Đức Đế cười quỷ quyệt, nói, ta đã tìm cho nàng đối thủ thú vị, rời xa ngoại ô Nam Uyển. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, nhìn bóng đen kia đối diện, hắn chân đạp hoa sen đen nở rộ, trên người chảy xuôi dịch đặc đen xì, hai mắt chảy ra ác ý thật sâu. Lấy chỗ Hắc Liên làm trung tâm, phạm vi vài dặm, thực vật khô bại, động vật hai mắt đỏ rực, mất đi lý trí, chỉ biết giao phối hoặc chém giết lẫn nhau. Chỗ nhỏ bé, ngay cả sâu bọ cũng đang chém giết lẫn nhau. Cháu gái ngoan. Hắc Liên liếm liếm môi, phát ra tiếng soạt, giọng điệu đã tà ác lại dâm uế, tràn ngập nói, mau tới chỗ sư thúc mang ngươi song tù, cho ngươi nếm thử tư vị làm nữ nhân. Hê hê hê, khóe miệng Lạc Ngọc Hành run rẩy một phen, bổ ra kiếm sắt loang lổ vết rỉ trong tay, giận mắng, út. Kiếm khí chói mắt còn hơn mặt trời, động vật, sâu bọ giao phối nháy mắt mất mạng, đây chỉ là bị kiếm ý kiếm này ẩn chứa lan đến. Hoa sen đen nở rộ phun trào ra chất lỏng sền sệt đen dính như suối ngầm, chúng nó tranh nhau bao lấy kiếm khí. Trong tiếng sẹt sẹt, rất nhanh đã mang một kiếm Lạc Ngọc Hành ra sức bổ ra ăn mòn gần hết. Ngươi có thể ngăn được mấy kiếm? Lạc Ngọc Hành cười lạnh một tiếng, ôm kiếm xoắn ốc lên trời, trong xoay tròn, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, kiếm ý tràn đầy thiên địa, xẹt xẹt xẹt. Hắc Liên đạo thủ bị kiếm khí như mưa rào này xuyên thủng, nhưng thân thể hắn giống như là nước bùn cống rãnh tạo thành, chất lỏng đen xì chảy xuôi, tu bổ vết thương xuyên thủng. Ngược lại là mặt đất xung quanh, nổ tung một rồi lại một cái hố kiếm, như là từng vừa bị đạn pháo rửa tội. Chất lỏng chảy xuôi ngoài thân Hắc Liên đạo trưởng tựa như ảm đạm đi một phần. Ở dưới kiếm thuật nhân tông thuật chém giết không kém võ phu, nghĩ hẳn vẫn là bị thương chút. Hắc Liên đạo trưởng hít sâu một hơi, bụng phồng lên, quả cầu chậm rãi di chuyển lên, khi đến chỗ yết hầu, chợt phun ra. Hắc Liên đạo trưởng phun ra một dòng sông đen xì, mang Lạc Ngọc Hành bao vây, tựa như muốn dẫn nàng cùng nhau sa đọa. Cháu gái ngoan, sư thúc thèm thân thể ngươi lâu lắm rồi, ha 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 ha. Hắc Liên đạo trưởng như bị thần kinh cười điên cuồng, đã tà ác lại điên cuồng. Tẹt. Kiếm sắt loang lổ vết rỉ phá vỡ dòng sông đục ngầu, hào quang chợt lóe, mang Hắc Liên đạo trưởng xuyên tim. Bóng người Lạc Ngọc Hành bỗng dưng xuất hiện, cầm kiếm sắt, rung tay lên, mang một chút chất lỏng đen xì trên mũi kiếm chấn động rớt xuống. Nàng không thể dính lực lượng tượng trưng sa đọa của đối phương, cho dù chỉ là dính một chút, cũng sẽ dẫn động nghiệp hỏa trong cơ thể nàng. Nhưng thanh kiếm này có thể, thanh kiếm sắt này là pháp bảo trấn phái các đời tổ sư nhân tông truyền xuống, ngưng tụ kiếm ý của các đời tổ sư. Bởi vậy, mới vừa rồi Lạc Ngọc Hành nhân kiếm hợp nhất, dung nhập trong kiếm sắt, ngự kiếm phá vỡ chất lỏng sền sệt. A, à, đau quá đau quá. Hắc Liên đạo trưởng ôm ngực, kêu lên thảm thiết. Hắn đã bị chọc giận, lập tức cảm thấy sư điệt nữ xinh đẹp động lòng người không đáng yêu, ác ý tràn đầy, thét to, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn bắt ngươi trở về song tu, ta muốn bắt ngươi trở về song tu. Rốt cuộc giết hay là xong, tu, phiền quá phiền quá phiền quá. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1090, đều tự tác chiến ba. Trong giống giận như bị thần kinh, thân hình hắn bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành một cái mặt người màu đen ước chừng bằng một căn nhà, do chất lỏng đen xì sền sệt như nước đường tạo thành. Mặt người mở cái miệng rộng, hướng Lạc Ngọc Hành lao tới, muốn mang nàng nuốt chửng.
Quốc sư lật kiếm sắt che kín rỉ sắt, nhẹ nhàng đưa ra một kiếm. Ầm, mặt người nổ tung, dưới bầu trời bắt đầu có mưa đục ngầu đen sì. Kiếm quang lướt ra xa vài dặm, mang một đỉnh núi chặt đứt, hãy còn bay đi, biến mất ở cuối tầm mắt. Lạc Ngọc Hành cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt thản nhiên, chỉ có vậy. Bản tôn quyết định, bản tôn muốn giết ngươi. Thân hình Hắc Liên đạo thủ tụ lại, khí tức lại ảm đạm đi vài phần. Sư điệt nữ đáng ghét này, vẫn là giết chết đi. Kim Liên từng cầu ta hỗ trợ, liên thủ đối phó ngươi, ta không muốn giúp hắn, thuần túy là không muốn mạo hiểm, việc không liên quan mình mà thôi. Nhưng, một lần này cầu ta ra tay, có một kẻ khác. Đã là hắn mở miệng, vậy ta không ngại lấy ra chút bản lãnh thật sự. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cắn rách đầu ngón tay, bôi lên kiếm sắt loang lổ vết rỉ, nhẹ nhàng nói, Hắc Liên, ngươi có thể chạy trốn rồi. Tự tin lại bá đạo. Trinh Đức Đế điên cuồng cười lên, bộ dáng Hứa Thất An hơi biến sắc, chọc thẳng chỗ sướng trong lòng hắn. Làm một yêu đạo cảm xúc phô trương, hắn rất hưởng thụ cảm giác chỉ số thông minh nghiền áp như vậy. Khiến tiểu tử tự cho là chúa cứu thế này, rõ ràng mình rốt cuộc buồn cười bao nhiêu, thấp kém bao nhiêu. Võ phu tam phẩm đỉnh phong, giết quả thật lao lực, nhưng mà không sao, rất nhanh ngươi sẽ nếm được tận cùng sợ hãi. Trinh Đức Đế trêu tức nhìn hắn, chờ mong từ trong ánh mắt Hứa Thất An nhìn thấy cảnh giác cùng hoang mang, cùng với một tia bối rối. Nhưng hắn chờ được là Hứa Thất An cười khẩy, ngươi nói lời thừa nhiều như vậy với ta là đang chờ Hoài Vương nhỉ. Lần này, đến lượt Trinh Đức Đế khẽ biến sắc, nheo mắt. Hắn có chút cảnh giác cùng hoang mang nhìn chằm chằm Hứa Thất An, a một tiếng, đầu óc của ngươi thoạt nhìn còn không phải bài trí. Nhưng ngươi biết lại như thế nào, đại phụng còn có ai có thể ngăn trở một gã võ phu bất tử chi khu. Hứa Thất An ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt thì đặt ở xác chết nguyên cảnh đế nơi xa. Người nắm giữ bí thuật nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần có một phân thân chưa chết, cho đủ thời gian, có thể một lần nữa tu ra hai phân thân. Đương nhiên, thân thể bị chảm là không thể sống lại, nguyên cảnh đế khối thân thể này đã chết hoàn toàn. Nhưng Hoài Vương khác, Hoài Vương là tam phẩm võ phu. Sau khi bản thân tiến vào tam phẩm, Hứa Thất An rất rõ, chỉ cần đưa vào đủ lực lượng khí huyết, tam phẩm võ phu ta tìm không ra, nhưng ai nói ngăn cản tam phẩm thì nhất định là tam phẩm. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi lại, sắc mặt Trinh Đức Đế trầm xuống. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Hứa Thất An, giọng điệu lộ ra lành lạnh, ngươi biết Hoài Vương là sống lại như thế nào sao? Đây là mục đích thứ ba ta giết Ngụy Uyên, đến đi, thương tổn lẫn nhau đi. Nụ cười của Hứa Thất An chậm rãi thu liễm, từ trong kẽ răng bật ra ba chữ, ngươi muốn chết. Đại chiến nháy mắt bùng nổ. Một bóng người ngự không phi hành, mặc giáp nặng, ngũ quan tuấn lãng, có vài phần tương tự với nguyên cảnh đế, một đôi mắt xích hẹp dài ngạo nghễ lạnh lùng. Trần Bắc Vương, hắn từ phương hướng Hoàng Lăng chạy tới. Ngày đó thi thể sau khi từ Sở Châu vận chuyển về Kinh Thành. Bởi vì nguyên cảnh đế ý đồ thái độ bao che đối với vụ án tàn sát cả thành của Hoài Vương, chọc giận văn võ bá quan, cùng đứng lên đấu tranh. Chư công dẫn dắt quần thần vây chặn ngọ môn, tiếng mắng, không dứt, ồn ào huyên náo. Ở dưới điều kiện tiên quyết như vậy, ngược lại chưa ai chú ý thi thể Hoài Vương, dù sao phân cao thấp với một cái xác không có ý nghĩa lớn, đấu với hoàng đế mới là quan trọng nhất. Bao gồm Hứa Thất An cùng Trịnh Hưng Hoài, lúc ấy cũng chỉ một mặt chú ý thế cục triều đình, xem nhẹ thi thể của Hoài Vương. Không biết, đây chính là điều Trinh Đức Đế cố ý. Thi thể Hoài Vương luôn bị giấu ở Hoàng Lăng, hắn gần đây vừa mới sống lại. Vù, phi kiếm xé gió mà đến, nhắm thẳng cái đầu trên cổ Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng bâng quơ vung bàn tay, đinh một tiếng vang sắc bén, phi kiếm bay ngược. Hắn dừng bước trên không, nhìn về phía trời cao nơi nào đó, nơi đó lơ lửng hai thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm chở hai người. Phân biệt là kiếm khách áo sam xanh dáng vẻ hào sảng, hòa thượng tăng y mộc mạc, nữ tử trẻ tuổi làn da màu tiểu mạch, cùng với nữ tử xinh đẹp mặc đạo bào. Ta nói là ai chứ, thì ra là các ngươi. Hoài Vương bật cười một tiếng, liên tục lắc đầu, chỉ bằng mấy tên gà đất chó ngói các ngươi, cũng dám cản đường đi của trẫm. Hắn còn tưởng Hứa Thất An có con bài chưa lật gì cơ. Chỉ có vậy. Sở Nguyên Trần Lý Diệu Chân cùng Lệ Na, hoặc quay đầu hoặc nghẹo cổ, nhìn về phía Hằng Viễn đại sư thù sâu hận lớn. A-di-đà Phật. Hằng Viễn chắp hai tay, trầm giọng nói, thí chủ ở Sở Châu tàn sát 38 vạn dân chúng, bần tăng cực kỳ đau lòng, ngại là lúc trước chưa có cơ hội giáo hóa ngươi làm người. Sở Nguyên Trần cười ngắt lời,
Đại sư, đừng dài dòng nữa, trực tiếp động thủ đi. Nhiệm vụ của mấy người chúng ta cũng không chỉ là kéo dài một khắc đồng hồ, còn phải cố gắng mài mòn chiến lực của hắn. Hằng Viễn trầm ngâm chút, có lý. Cùng người tội ác tày trời, quả thật không cần thiết tốn nước bọt, lập tức lấy tư thái kim cương nộ mục khiến hắn khuất phục. Đỉnh đầu Hằng Viễn trồi lên một viên xá lợi, tử, nở rộ ánh sáng vàng trong suốt nhu hòa. Tiếp theo, hắn từ trong lòng lấy ra một trang giấy, dung tay dẫn cháy. Năng lực trung tâm của trúc tế là đại triệu hoán thuật. Trong hư không cõi hư vô, một bóng người mặc áo cà sa, mặt mũi hiền lành giáng xuống. Sau khi dung hợp với xá lợi tử, hư ảnh không đủ chân thật này nháy mắt ngưng thực. Đây là một vị La Hán, Phật môn nhị phẩm, La Hán. Đương nhiên, anh linh triệu hồi mà đến, cho dù có xá lợi tử tăng thêm, cũng không có khả năng tương đương với một vị La Hán chân chính. Nhưng lấy Hằng Viễn là chủ lực, đám người Lý Diệu Chân phụ trợ, miễn cưỡng có thể bám trụ một vị võ phu tam phẩm đỉnh phong. Hoài Vương thấy thế, lông mày nhướng lên, không cần một khắc đồng hồ, đã có thể giải quyết các ngươi. Mặt ngoài khinh miệt, trong lòng dâng lên cảnh giác. Hằng Viễn đại sư chắp hai tay, cúi đầu niệm tụng kinh văn, từng Phật văn màu vàng như thực chất từ trong miệng hắn bay ra, hội tụ thành con sông màu vàng, hướng tới Trấn Bắc Vương tuôn trào. Thân thể Trấn Bắc Vương lảo đảo một cái, đầu đau như nứt, sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mãnh liệt, không thể đứng trên không nữa, hướng phía dưới rơi nhanh. Thất phẩm pháp sư, sở trường nhất siêu độ. Các bạn vừa nghe xong tập 109 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.